A. Tia hồng ngoại có thể biến điệu được như sóng cao tần, hoàn toàn chính xác. Tia hồng ngoại có khả năng biến điệu. B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. Đúng. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học nên nó được ứng dụng để chụp ảnh hồng ngoại. B đúng. C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số ánh sáng đỏ. Cái này là sai. Bởi vì tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ mà bước sóng mà lớn hơn thì tần số phải nhỏ hơn ở đây nói tần số lớn hơn thì lại sai d tác dụng nổi bật tiêu hồng ngoại là tác dụng nhiệt hoàn toàn đúng như vậy ở câu này chọn sai là chọn c